Xin chào mọi người cùng đến với channel của Saigon Crypto. Thì đây là một kênh chuyên cung cấp thông tin về thị trường cryptocurrency. Hàng ngày thì mình sẽ ra video để cập nhật thông tin tình hình thị trường đến cho mọi người. Và mọi người cũng có thể là join vào nhóm Telegram, link mình có để ở dưới phần mô tả. Vào đó mọi người cũng có thể là sinh hoạt cũng như là đặt bất kỳ câu hỏi gì thì mình cũng sẽ trả lời cho mọi người. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 4 của năm 2022. Thì hôm qua thì sau khi BTC là ngày thứ hai là đóng đến tuần thì thể hiện sự tranh chấp giữa phe mua và phe bán, thì mình dự đoán thì tuần này sẽ là có thể là một sẽ là tuần sideways trong một cái biên độ từ 45 đến 48.000 mọi người ha. Tại vì chúng ta thì đã có hai tuần trước nữa là BTC và cả thị trường altcoin đều có sự phục hồi rất là tốt rồi, thì chúng ta cần có một cái thời gian đi tích lũy trước khi nó hướng đến những cái vùng quan trọng như của BTC là ở vùng là 51-52k. Và hiện tại thì xu hướng của BTC mình vẫn chưa thấy được là cả thị trường cần form được xu uptrend nè. Vậy chúng ta rất có thể đây là chỉ là một cái sự phục hồi lại sau một cái quá trình giảm giá dài hạn của nó thôi. Nên mình mong là các anh chị nên phân bổ vốn cho mình hợp lý nha, thì không có được là all in ha. Nên ví dụ như thấy là những cái thời điểm nào mà có altcoin về những vùng entry tốt thì mình mới bắt thôi, chứ mình cũng không có nên all in hết một số tiền vào một cái thời gian cố định ha. Và mình vẫn phải để tiền chi tiêu bên ngoài của mình ha, chứ mà có thể là BTC có thể là sẽ hồi lên ha, và sẽ chúng ta cũng chưa có biết được là cái thị trường này nó sẽ uptrend hay chưa nha mọi người ha. Hiện tại thì đây là cũng có thể đây là chỉ là sự phục hồi lên thôi, tại vì dòng tiền mình thấy là nó ở ngoài thị trường vẫn còn là khá là nhiều mọi người ha. Hôm nay chúng ta xem qua ở cái biểu đồ của trang Crypto Bullet ha. Thì con Moonbeam gọi là con GLMR ha, thì có những ngày gần đây là có sự tăng trưởng khá là tốt do khoảng ngày 11 tháng 4 nữa, nó sẽ có được trả token ha. Thì anh em hạn chế mua Moonbeam vào cái thời gian này ha. CLO thì mình cũng cho mọi người mua ở cái giá là $2 ha. Thì hôm nay có sự tăng trưởng rất là tốt luôn. Thì hôm qua đến hôm nay mọi người thấy CLO là $4, hôm qua $4 rồi hôm nay lên đến $5 ha. $5 hơn $5 luôn, là đã tăng trưởng được khoảng là mình cho mọi người mua lúc $2 ha, là bây giờ đã x2.5 lần ha, so với cái giá mình cho mọi người mua thôi, mà trong khi đó mới chỉ có khoảng là hơn một tháng thôi mọi người ha, và sự tăng trưởng khá là tốt. Còn CMT hiện tại thì đang có một cái sự hạ nhiệt lại rồi mọi người ha, sau một cái thời gian thì nó được cộng đồng FOMO rất là lớn, cái lượng volume giao dịch của nó trong một ngày đến vài tỷ đô la luôn, và mới trong một thời gian ngắn mà nó có sự tăng trưởng khá là nhiều như thế này rồi, thì anh em hạn chế mua đuổi theo những con này ha. Và ví dụ như anh em long short thì cũng hạn chế chơi mấy những con này ra ha, tại vì những con này đi với cái đường giá rất là khó lường, có thể là cản tàu, là có thể là anh em sẽ bị quét stop loss luôn mọi người ha. Còn cái audio ha, sau khi hôm qua mà có cái tweet của bác sĩ Z về cái crypto cộng với music ha, thì con audio này là một con tăng trưởng cao nhất trong cái hệ music ha, thì chút nữa mình cũng sẽ nói sơ qua ha. Còn Near thì hiện tại thì hôm qua mình thấy là có cái sự tăng giá khá là tốt rồi, thì hôm nay nó đã có sự điều chỉnh lại về một chút xíu rồi, nhưng mà mình thấy là cái chèo của Near vẫn cực kỳ là tốt mọi người. Thì nếu mà anh em nào mà chơi coi top mà chơi con Near thực sự là quá là yên tâm, là không có vấn đề gì hết. Mình thấy là cái chèo của con Near cực kỳ là xịn sò luôn, cực kỳ xịn sò cho với những anh em nào mà nắm giữ cái con Near ha. Con Near mình thấy đi với cái đường chèo cực kỳ đẹp luôn mọi người, không có gì phải chê hết ha. Mina tăng 19.8% ha. Con siêu ha, đang có sự điều chỉnh lại một chút xíu là 35.5%. AVE 39.8% ha. Luna tăng 18.7%. Hôm nay thì chúng ta cùng xem qua biểu đồ của CryptoQuant một chút xíu ha. Thì để xem là thời gian gần đây thì những cái chỉ số on-chain trên CryptoQuant này thì nó có thay đổi như thế nào hay không ha. Thì chúng ta cùng xem qua chỉ số của Bitcoin Treasury Server ha, on the chain, có nghĩa là cái số lượng Bitcoin được dự trữ trên sàn mọi người ha. Dự trên sàn thì nó như thế nào? Đây là cái chart, là màu xanh của nó là cái chart giá, là cái chart biểu thị cho cái số lượng Bitcoin được dự trữ trên sàn ha. Thì mình thấy là
Mọi người thấy theo thời gian đó, thì nó cái chặt của nó này, tuy là nó không có dốc được so với những cái thời gian trước ha, nhưng mà chung quy lại overview là tổng quan lại ha, thì mình thấy là cái số lượng Bitcoin được giữ trên sàn ngày một nó càng cạn dần ha, là những nhà đầu tư thì họ vẫn rút Bitcoin ra khỏi sàn theo thời gian vậy ha. Thì đây là một cái tín hiệu khá là tốt, là tại vì là những nhà đầu tư thì thường là những người này, những người vốn lớn quỹ hoặc là tổ chức gì không, thì đương nhiên là họ sẽ có những cái tầm nhìn riêng của họ rồi, thì họ rất là tin tưởng vào Bitcoin và trong tương lai nó sẽ còn tăng giá nhiều nữa ha, và họ vẫn thu mua gom thêm Bitcoin mặc dù cho cái thị trường mà nó đã giảm giá từ cũng khá là lâu ha, cũng khoảng là nửa năm rồi ha, từ tháng 11 đến hiện tại cũng gần nửa năm rồi ha, 5 tháng rồi. Còn Ethereum là một đồng coin chỉ có lớn thứ hai thị trường thôi sau Bitcoin ha. Mọi người thấy là những ngày gần đây là từ khoảng tầm giữa tháng 3 ha, đến thời điểm hiện tại ha, là cái chặt của này của nó là nó dốc cực kỳ dốc luôn ha. Là cái chặt màu xanh của nó cực kỳ dốc luôn, có nghĩa là cái số lượng mà Ethereum được rút ra khỏi sàn thậm chí rất là lớn ha. Rất là lớn luôn. Cái chặt của nó cực kỳ dốc luôn ha. Là chung quy tổng lại là những nhà đầu tư ha và quỹ tổ chức ha, thì họ vẫn thu mua gom thêm Bitcoin và Ethereum liên tục theo thời gian mọi người ha. Thì đây là cũng là một cái tin cũng tương đối tích cực ha vào cái thời gian này ha. Tại vì hiện tại thì thị trường vẫn chưa có xác nhận được là một cái xu hướng uptrend rõ ràng như mọi người ha. Nhưng mà cái số lượng Bitcoin và Ethereum thì dần dần vẫn được rút ra khỏi sàn. Thì chúng ta cũng yên tâm một phần nào vì điều đó ha. Đây là chỉ số Bitcoin Exchange Net Flow Total on the Chain, có nghĩa là cái số lượng Bitcoin được nạp vào và rút ra trên tất cả các sàn đó ha. Thì đây là cái biểu đồ cột của ngày 4, ngày 4 hôm qua ha, là cái số lượng Bitcoin được nạp lên sàn là hơn 2.200 Bitcoin ha, là cái chặt màu xanh ha. Còn cái những cái chặt như màu đỏ như thế này ha, là cái số lượng Bitcoin được rút ra khỏi sàn ha. Thì ở đây có ngày 11 tháng 3 này là có số lượng Bitcoin được rút ra khỏi sàn cực kỳ là cao luôn, đến tận 38.600 Bitcoin. Còn tổng quan lại về cái biểu đồ ha, thì mọi người thấy là cái chạc màu đỏ ha, nó chiếm áp đảo so với lại cái chạc màu xanh luôn, là cái số lượng Bitcoin đã được rút ra khỏi sàn ha là nhiều hơn so với số lượng được nạp lên rất là nhiều, chiếm áp đảo luôn. Ethereum Exchange Net Flow ha, Total On Chain cũng là cái biểu đồ Ethereum ha, là cái số lượng Ethereum được nạp vào và rút ra, thì mọi người cũng có thể thấy là cái cột màu đỏ ha, nó chiếm cũng áp đảo so với lại cái cột màu xanh ha, như thế này ha, chiếm áp đảo luôn, là số lượng Ethereum được rút ra khỏi sàn cũng rất là nhiều ngày ha, chỉ có một số ít ngày là cái số lượng Ethereum được nạp lên sàn thôi. Cả Bitcoin và Ethereum được vẫn được rút ra khỏi sàn đều đều ha, và số lượng rút ra thì lớn hơn rất là nhiều so với số lượng được nạp lên. Nay mình cùng xem qua cái chỉ số của đây, chỉ số này là Bitcoin Short Term Holders SOBR ha, chỉ số này có nghĩa là cái số lượng nhà đầu tư họ nắm giữ Bitcoin ngắn hạn ha, là cái chỉ số này được tính dựa trên là những cái người mà nắm giữ Bitcoin là dưới 155 ngày ha, là sẽ được xếp vào cái số lượng là những người nắm giữ ngắn hạn. Thì cái chỉ số này hiện tại last value này đang ở mức là một này, có nghĩa là những cái người mà nắm giữ Bitcoin ngắn hạn này thì họ đang bán Bitcoin, có nghĩa là đa phần là cái số lượng này là trung bình ha, là những người mà đang nắm giữ Bitcoin này họ đang bán này, là đang bán là không lời cũng không lỗ ha, là những người mà đang nắm giữ Bitcoin là cái dưới 155 ngày thì họ đang bán Bitcoin với lại là cái mức giá là cũng không lời không lỗ trung bình vậy ha. Còn chỉ số Bitcoin Long Term Holder SOBR này có nghĩa là cái chỉ số mà những người nắm giữ Bitcoin dài hạn là tính dựa trên là cái ngày là được 155 ngày, trên 155 ngày ha, là sẽ xếp vào cái số người là nắm giữ Bitcoin dài hạn. Thì cái chỉ số này hiện tại là cũng đang nằm ở mức là dương một hơn một chút xíu, có nghĩa là nhỉnh hơn một chút xíu thôi ha, là những người này đang bán Bitcoin với lại cái mức giá là đang có lời ha, có nghĩa là họ lời chỉ có một chút xíu thôi, nhỉnh hơn so với lại cái số lượng người bán lỗ thôi nha mọi người ha. Chỉ số funding rate ha,
chỉ số Fermi của ngày hôm qua là chỉ số dương này, có nghĩa là cái số lượng thì nó chiếm ưu phần hơn phe short, và cái số tiền mà của phe long thì họ đang trả cái phần phí cho bên phe short. Thì hôm qua thì có một cái hôm qua có tối qua có một cái sự điều chỉnh của Bitcoin xuống đến tận vùng là 145.200-300, thì cái thời gian đó thì chủ yếu là cái phe phe long họ bị kêu chiếm hơn đa phần hơn so với lại phe short. Đây là chỉ số Bitcoin Estimate Leverage Ratio, là chỉ số là cái này có nghĩa là cái số lượng lệnh đòn bẩy của Bitcoin ở thời điểm hiện tại á, là mọi người thấy không, là cái chạc màu xanh ha, là có nghĩa là khi mà thị trường hưng phấn, có nghĩa là cái số lượng lệnh đòn bẩy này nó tăng đột biến ha, thì cho thấy được là cái khoảng thời gian từ tháng 3 ha, chính xác hơn là khoảng tầm giữa tháng 3 đến lại là 26 tháng 3 ha. Khoảng cái thời gian đó thì mọi người thấy là cả thị trường Bitcoin lẫn thị trường lẫn cả altcoin có sự phục hồi lại khá là tốt ha. Thì cái chỉ số này nó gia tăng lên rất là nhiều. Mỗi khi mà cái chỉ số mà lệnh lên 7 này ha, nó tăng lên ha, có nghĩa là lúc đó thị trường có đang điều chỉnh lại ha, có nghĩa là đang tăng trưởng lại, đang hưng phấn lại ha. Còn một số ngày gần đây là cái Bitcoin nó có dấu hiệu đi sideways ha. Thì chỉ số này đang có dấu hiệu là đang hạ nhiệt một chút xíu thôi, nhưng mà nó vẫn cao hơn rất là nhiều so với cái thời gian trước đó. Là chỉ số On Stable Coin Exchange Reserve On-Chain, có nghĩa là cái số lượng stable coin được dự trữ trên sàn ha. Thì thời gian trước vào khoảng là ngày 25 tháng 3 ha, là cái số lượng stable coin được giữ trên sàn nó cao kỷ lục lên đến tận là 28 tỷ đô la. Để mình zoom ra cho nó dễ xem ha. Đây là cái thời gian ha, tăng đến mức kỷ lục lên 28 tỷ đô la ha. Thì sau đó thì cái chỉ số này hạ xuống này, thì mọi người thấy là cái thị trường có sự phục hồi lại khá là tốt. Còn thời gian trước thì vừa rồi thì có lúc nó giảm đến mức thấp nhất là khoảng là gần 26 tỷ ha. Thì hiện tại thì chỉ số này nó đang hồi lên một chút xíu, là cũng là hơn 26 tỷ đô la này nè. Thì có thể thấy là cái số lượng mà họ nhà đầu tư ha, họ vừa rồi họ bắt đáy á, mua Bitcoin, altcoin thì họ đang vừa rồi có dấu hiệu là chốt lời một phần ra stablecoin và họ để trên sàn mọi người ha. Thì hôm nay mình cùng xem qua cái trang coinless.com ha. Coinless.com này thì trang này thì đây là cái biểu đồ của Bitcoin balance ha, on chain ha, là cái số lượng Bitcoin được nạp vào và rút ra trong vòng 30 ngày ha, là sàn Binance là có đến là 18.000 cái số lượng Bitcoin được rút ra khỏi sàn ha. Sàn Coinbase được rút ra khoảng tầm 29 gần 30.000 số lượng Bitcoin. Đây là một cái dấu hiệu khá tốt của thị trường ha. Thì thời gian rồi mọi người thấy là cái giá của BTC nó đẩy lên khá là nhiều. Một trong những cái mà cái tổ chức mà đáng chú ý ha, là cái quỹ Luna Foundation của ông CEO Do Kha Won, thì ông vừa rồi ông thu mua Bitcoin rất là nhiều luôn. Ông thu mua Bitcoin đến tận mười mấy nghìn luôn rồi, để ông thu mua để ông làm cái quỹ bảo trợ cho cái đồng stablecoin của ông là cái đồng USDT ha mọi người ha, đồng USDT chứ. Thì ông cũng tuyên bố rồi ông sẽ là người mà holder lớn thứ hai chỉ sau Satoshi Nakamoto, là cái người mà phát hiện ra Bitcoin mọi người ha, là cái người mà phát ra đời sinh ra Bitcoin. À, đây là cái chỉ số Bitcoin Balance on chain, có nghĩa là cái hiện tại là cái chỉ số này có nghĩa là cái số lượng Bitcoin hiện tại đang được giữ trên sàn ha, là đang có khoảng là 2,15 triệu Bitcoin đang để trên sàn. Cái chỉ số này thì nó cứ giảm theo thời gian, thì mọi người cũng thời gian qua mọi người cũng thể biết ha, là Bitcoin hiện tại đang được để trên sàn thì nó dần dần nó vẫn thấp dần, và nó thấp có lúc thời điểm nó thấp đến mức kỷ lục luôn ha, là những nhà đầu tư thì họ vẫn rút Bitcoin ra khỏi sàn ha. Đây ha, hiện tại thì chúng ta đang có khoảng là tầm 2,15 triệu Bitcoin đang được để trên sàn. Thì hôm qua thì có một cái tweet của ông CZ ha, là CEO của Binance ha, thì ông tweet là một cái là music cộng crypto thôi.
Thì có thể là thời gian tới thì cái trend cái trend crypto mà có music thì nó sẽ tăng hay. Có thể ông này ông đang phím một cái kèo gì hay sao ha. Thì mọi người có thể vào trang CoinGecko ha. Thì mọi người bấm vào cái mục category ha. Category thì mọi người kéo xuống, mọi người tìm tới cái mục là music ha. Music. Thì đây là cái mục trend motor, thì hôm bữa mình cũng nói qua cho mọi người ha. Đây là cái mục music. Thì hôm qua sau khi mà CZ nó ông có tweet một cái tweet là music cộng crypto ha, thì mình thấy là cái trend music này ha, là cái đồng coin đáng chú ý nhất là cái đồng audio ha, tăng trưởng đến tận tận rất là nhiều luôn, trong 24 giờ là tăng 24% luôn ha. Còn cái con Opulos là tăng đến 31%, con The Host, con này là một con rất đáng được chú ý ha, tăng đến tận là gần 30%, con VIP tăng đến tận 63%, chỉ sau một cái tweet của ông CZ thôi ha, mà làm cho một cái hệ trend này nó tăng trưởng rất là nhiều ha. Thì khả năng thì ông này ông đang phím cái trend sắp tới thì cũng có khả năng như vậy mọi người. Thì anh em nào mà muốn tìm hiểu thì cũng có thể vào ha. Là cái hồi nãy như mình nói ha, anh em vào cái một category bản kiếm em kéo xuống ha. Anh em chọn cái phần music ha, thì anh em sẽ xem được những cái coin hay trong cái hệ music này ha. Là CS ông này đã có phím hàng trước rồi ha. Chỉ số tham lam và sợ hãi của chúng ta thì hôm nay đang ở mức 53 điểm mà, là mức mức này cũng là mức trung lập này, cũng không có quá tham lam và cũng không có quá là sợ hãi. Thì chỉ số này mình thấy là nó nằm ở mức từ dao động từ khoảng tầm 55 điểm là mình thấy là đẹp ha, mình thấy chỉ số này là đẹp rồi. Thị trường đi sideways như vậy là một cái tín hiệu cũng khá là tốt ha, để chúng ta hướng đến những cái vùng Bitcoin quan trọng tiếp theo ha. Hôm nay thì mình cùng xem qua biểu đồ chart của Bitcoin ha. Thì hiện tại thì tổng vốn hóa thị trường của chúng ta đang ở mức là hơn 2.100 tỷ đô ha. Thì chúng ta vẫn đang được hỗ trợ khá là tốt bởi những cái vùng như là 2.000 tỷ đô. Và mình thấy hiện tại thì vốn hóa, tổng vốn hóa thị trường thì cái khu vực này thì nó sẽ có thể đi sideways một thời gian ha. Nó đi tích lũy một thời gian để nó lấy đà để nó tăng lên đến những cái vùng tiếp theo quan trọng của nó là cái như cái vùng 2.300 tỷ đô la. Thì mình nghĩ là cái vùng này sẽ sớm đạt được ha. Thì mọi người thấy cái mô này trước là mình cũng có vẽ ha, là cái mô này hiện tại thì thời gian qua thì nó đi với một cái tốc cái mô hình khá bền vững ha, nó đi theo cái mô hình như thế này ha. Thì làm cho cái giá của nó không có bị đẩy xuống sâu hơn. Còn những cái cây này ha, đây rất là mạnh ha, Bitcoin nó chỉ tăng rất qua những cái khu vực như kháng cự quan trọng như cái khu vực là 45.000 thì nó sẽ có những cây to như thế này. Đó là những cái điểm đó là chúng ta phải cần chú ý ha. Nhưng mà chung quy lại là cái mô này là đang rất là đẹp so với những cái mô trước đó ha. Cả Toto và Toto 2 thì chung quy lại thì hai cái biểu đồ này cũng giống nhau mọi người ha, cũng cũng có sự tương đồng với nhau, cũng không khác địa gì hết, chỉ có khác là giá thôi. Thì Toto 2 thì vẫn đang được dao động quanh mức là 1.200 tỷ đô la và chúng ta đã rách qua được cái khu vực là hỗ trợ đấy ha. Và hiện tại thì mình thấy là cái Total và Total 2 thì đang đi sideways trong một cái khu vực khá là đẹp ha. Và Total 2 thì thời gian tới thì mình cũng dự đoán là nó sẽ tăng lên đến là vùng khoảng là 1.400 tỷ đô la, là sẽ là một vùng quan trọng của Total 2 cần hướng tới ha. Thì khi đó thì mình cho mọi người có thể thấy là thị trường sẽ cực kỳ là hưng phấn ha. Thì hiện tại thì BTC dominant ha, là cái thị phần của BTC. Thì sau nhiều ngày giảm giá là sau nhiều ngày cái thị phần của BTC dominant ha, thì nó giảm mà làm cho cái thị trường altcoin có sự phục hồi khá là tốt ha. Thì hôm qua là cái thị phần của dominant thì nó có sự tăng lại một chút xíu ha. Nó điều chỉnh là tăng lại một chút xíu ha. Thì sau một cái thời gian giảm thì cũng có phải có sự điều chỉnh ha, chứ nó không có giảm mãi được. Nhưng mà mình dự đoán thì mình cũng như là ở video trước mình cũng nhận định ha, thì khả năng thì thời gian ngắn thì cái BTC Dominate này nó sẽ có khả năng nó tăng lại lên lại một chút xíu thì để đẩy thị phần cho BTC.
hướng đến những cái vùng quan trọng ha. Thì sau đó thì cái thị phần này nó sẽ tiếp tục giảm xuống để nhường thị phần cho cái những đồng altcoin, và chúng ta cùng kỳ vọng thì thời gian đó thì cả thị trường altcoin này nó sẽ có sự phục hồi cực kỳ tốt hơn đến những cái hơn cả những cái thời điểm của hiện tại mọi người ha. Thì hôm nay chúng ta cùng xem qua cái biểu đồ của Bitcoin. Bitcoin thì hôm qua thì chủ yếu là Bitcoin đi dao động trong cái biên độ từ giá thấp nhất là từ khoảng 45.200 và giá cao nhất là gần 47.000, có nghĩa là khoảng tầm gần gần 2.000 giá ha. Thì tối hôm qua thì Bitcoin có lúc nó đạt về mức thấp nhất là 45.200 thì sau đó là có một cái lực cầu vào làm cho đẩy giá Bitcoin lên. Mọi người thấy cái râu nến khá là dài ha, cũng giống như là cái khu vực này, khi mà Bitcoin đạt về những cái giá mức giá sâu là cái mức cái khoảng ở cái khu vực là cái vùng hỗ trợ của nó thì lập tức là có cái lực cầu vào khá là mạnh ha. Đây là một cái cây nến của ngày là ngày một ha, làm cho cái lượng cái râu nến khá là dài. Và tối hôm qua thì cũng có cái sự điều chỉnh của BTC lại về cái vùng gần với cái vùng là 45.000 ha, làm cho cái và sau đó thì cái lượng cầu vào là làm cho cái cây râu nến ha, cũng khá là dài ha. Thì hiện tại thì những cái plan vẫn đang những cái kế hoạch ha, thì vẫn đang đi của Bitcoin vẫn đang đi đúng với những cái gì mà mình dự đoán ha. Thì hiện tại Bitcoin vẫn đang được hỗ trợ tốt bởi cái vùng hỗ trợ là 45.000, và mình dự đoán thì cái vùng này sẽ là một cái vùng hỗ trợ cực kỳ tốt cho BTC ha. Và nếu mà khi BTC đạt về những cái mức thấp nhất ha, thì lập tức là có lượng cầu đẩy vào. Đây là một cái tín hiệu khá tốt ha, và nó đang là ủng hộ cho cái xu hướng của BTC, vẫn là vẫn đang là trong cái xu hướng của BTC tăng giá vẫn ha. Thì chúng ta thời gian qua thì thị trường nó xanh quá rồi ha, nó điều chỉnh nó tăng trưởng tốt quá rồi, thì chúng ta phải cần có một cái giai đoạn tích lũy, giai đoạn đi điều chỉnh ha, để hướng đến những cái vùng quan trọng của BTC ở phía trên này ha. Thì anh em nào nào mà hiện tại thì đã mua altcoin ở những cái vùng mình cho, thực sự là hiện tại đến thời điểm hiện tại thì nó đã rất là lời ha, thì mình cho mọi người mua ở những cái vùng như là 34.000, 36 và 7.000 và đến 38.000 ha. Hiện tại thì BTC mình theo mình dự đoán thì nó vẫn đang đi xoay quay trong một cái biên độ hẹp ha, từ 45 đến 48.000 ha. Vậy mình nghĩ là nó sẽ phải mất một thời gian nữa khi đến khi nó hướng đến những cái vùng vị trí quan trọng ha. Hôm nay mình cùng xem qua Condot một chút xíu ha. Condot thì là một trong những top coin là nó chưa có sự tăng trưởng tốt ha, mặc dù nó đã phá qua được cái khu vực neckline là 212 đáy mà mình đã vẽ cho mọi người ở cái thời gian trước ha. Và khi mà nó phá qua được cái neckline này thì nó đóng một cây nến là cây nến Mariposa ha, là một cây nến khá là to ở khu vực này luôn, để nó phá qua được cái neckline ở khu vực này ha. Thì đây là một cái tín hiệu đảo chiều tích cực dành cho Polkadot ha. Nhưng mà hiện tại Polkadot thì nó vẫn chưa có lượng cầu và quá là nhiều coin Polkadot này, làm cho cái giá của nó chưa có tăng trưởng nhiều ha. Bằng chứng là mọi người thấy cái volume ở cái khu vực này ha, nó nhỏ hơn so với những cái khu vực quan trọng như cái khu vực này và cái khu vực này ha, thấy không, khu vực này volume của nó nhỏ hơn so với những khu vực này. Mình zoom ra để cho mọi người xem rõ hơn ha. Hiện tại thì Polkadot vẫn đang giao dịch ở quanh mức khoảng tầm 23 đô ha, 23 đô. Thì sau khi mà nó rớt qua được khu vực 19 đô nè, thì để mình đo xem lại khu vực này đến khu vực này nó tăng trưởng bao nhiêu, khoảng tầm gần 20% ha. Còn cái khu vực đáy đến tận khu vực này ha, và tăng trưởng được cũng khoảng 50% ha. Thì nó tăng trưởng lại, nếu mà so với khu vực đáy thì nó cũng tăng trưởng khá là nhiều rồi, nhưng mà nó chưa đạt được sự kỳ vọng của cộng đồng ha, mọi người ha. Và hiện tại thì mình thấy là ngay cả cái giá 20, 23 ha, 23 đô thì vẫn là một cái giá tốt dành cho con Polkadot ha. Con Lin là cũng là một con chưa chưa tăng trưởng nhiều ha, mặc dù nó là biệt danh là King của Oracle, ông vua của Oracle, có nghĩa là mai mốt là những dự án nào mà làm Oracle thì đều sẽ có thể là thông qua con Lin ha. Thì con Lin này là một con cũng là bay chậm, mình đánh giá là con Lin này nó còn chậm hơn là so với lại Dogecoin ha. Nếu mà anh em nào đang nắm giữ mà Dogecoin hoặc Lin ha, thì cũng nên kiên nhẫn một chút xíu ha. Thì hai con này thì phải xác định rõ ràng là thời gian sẽ rất là lâu ha, chứ chúng ta không có kỳ vọng được như con Nia ha. Con Nia thực sự là mình thấy là chặt của nó cực kỳ đẹp luôn rồi, chặt của nó là khá rất là cực kỳ tuyệt vời dành cho những anh em nào mà chơi theo cái con Nia ha.
thì không phải là cái con nào cũng giống như con em mọi người ha. Thì anh em nào đang nắm giữ Dogecoin và Linh thì cũng kiên nhẫn một chút xíu ha. Và Linh hiện tại đang ở mức là khoảng là 17,4 đô ha, thì nó cũng tăng trưởng cũng chưa được nhiều ha. Thì mình thấy là cái con này ha, thì nó còn chậm hơn so với lại cả con Dot nữa ha. Thì hiện tại thì mình thấy là cái mức giá là 17 đô, 17 17,4 đô này, có thể là nếu mà anh em nào thích coin top mà xác định là kiên nhẫn được với những cái hàng như thế này ha thì mới mua thôi ha. Chứ còn mà anh em nào không có kiên nhẫn được mà mua mà đợi năm ngày 10 sau mà đòi tăng trưởng là 50% hoặc x2 như những con khác, thực sự là không thể nào đâu mọi người ha. Thì nếu mà anh em vào con Dot và Link thì mình cũng nói xác định rõ ràng từ đầu ha là những con này sẽ là con bay chậm ha, nhưng mà nó sẽ có mức độ an toàn về sau này để cho anh em nắm giữ dài hạn ha. Thì mình cũng nói rõ ràng cho mọi người như vậy ha. Và hiện tại thì giá 17,4 đô thì mình thấy là cái giá này là cũng là một cái giá tương đối là đẹp dành cho con Lin ha, nếu mà anh em nào thích chơi tàu cóp, chơi top coin ha. Con Nia thì quá tuyệt vời ha. Thì nếu mà mình chúc mừng những em nào mà đã mua được cái giá con Nia ở những cái ở cái vùng là 7,5 đô mà mình có cho mọi người mua ha. Thì mình theo những dự đoán của mình thì con Nia thì nó sẽ sớm lấy lại được cái vùng là 20 đô của nó sớm thôi nha mọi người ha. Nếu mà khi mà lên đến vùng 20 đô thì mình nghĩ là anh em sẽ có thể là chốt chốt lời một phần ở cái khu vực 20 đô và có thể là canh xuống, sẽ canh xuống lại cái vùng khoảng 17 18 đô. 17 18 đô thì có thể mua lại ha. Thì dự đoán của mình hiện tại như vậy ha. Nhưng mà để xem ví dụ như là Nia lên cái vùng 20 đô thì chúng ta cùng quan sát tiếp mọi người ha. Chứ không hiện tại thì mình vẫn nghĩ là anh em sẽ chờ Nia lên vùng 20 đô và chốt thêm. Còn Celo thì mình cho mọi người mua ở cái khu vực là 2 đô này đó ha. 2 đô mà mình để mình đo xem ha. 2 đô mà đến giá hiện tại ha. Giá hiện tại là cũng tăng được x2 mọi người ha. Mình cho mọi người mua 2 đô mà hiện tại là giá 5 đô nè, hơn x2 nè. x2,5% ha. Thì con Celo này thì là vừa rồi hình như là nó mới có cái sự kiện gì vậy? Mình quên mất hả? Nó mới có sự kiện gì làm nó cho cái giá của nó tăng đột biến ha. Thì Celo hiện tại, giá hiện tại thì anh em không có nên mua đuổi nữa nha anh em. Tại vì mới có thời gian ngắn mà nó tăng trưởng quá nhiều rồi. Nếu mà anh em nào chưa vào ha, thì mình khuyên em không có nên mua đuổi ha. Tại vì hiện tại thì mà khi Celo chạm đến cái vùng ha, cái vùng khoảng tầm 5 5,1 đến 2 đô ha, là cái vùng kháng cự trước đó của nó ha, thì nó có đang có dấu hiệu là chốt lời dần dần rồi nha mọi người ha. Thì anh em nào mà chưa vào thì mình không khuyến khích vào nha, tại mới thời gian ngắn mà nó tăng trưởng khá là nóng rồi nên anh em không có mua đuổi những con này ha. Tại vì mình ví dụ như Ni hoặc là Zalo thì mình đã cho mọi người mua ở những cái vùng entry khá là tốt rồi ha. IMX thì hôm bữa mình cũng cho mọi người mua ở 2,3 đô nè, sau khi nó tăng lên đến tận là 2,8 đô và hiện tại nó đang có sự điều chỉnh lại ha. Sự điều chỉnh lại lại này, nếu mà anh em mà nào hôm bữa mua được mua được ở cái vùng mà mình cho mọi người mua là vùng 2,3 đô thì mình thấy là cái vùng này entry là tốt rồi ha. Còn beta ha, beta thì để mình nói sơ con beta ha. Con beta này đội ngũ của nó đầu tiên là tách ra từ con alpha, tách ra ha, và con alpha nó tăng trưởng cỡ nào thì nếu mà chơi từ cái thời gian khoảng cuối năm 2020 ha, đầu năm 2021 thì cũng biết được cái sự tăng trưởng của con alpha ha. Thì con beta này là con mà nó tách từ cái đội ngũ của alpha ra. Và con này là cũng là một con có market maker nha mọi người ha. Cái chart nó đi như thế này ha, là nó có đội market maker, có nghĩa là cái đội làm giá của thị trường ha. Thì nếu mà anh em nhận thấy là những cái chart nào mà có đội market maker thì chúng ta cùng chơi theo những cái chặt như thế như vậy ha, cũng rất là dễ chơi thôi mọi người, cũng không có gì phải khó nếu mà anh em nắm được cái phong cách chơi của nó ha. Có nghĩa là nó sẽ tăng như vậy ha, nó sẽ đi từng sóng một, nó sẽ giảm rồi sẽ tăng ha, và nếu mà tăng mỗi lần nó tăng lên như khoảng một khúc như thế này ha, thì anh em nên canh chốt lời ha, nên canh chốt lời và sau đó nó sẽ tiếp tục giảm xuống ha, và nó sẽ là có giai đoạn tăng lên như thế này ha. Nó có nghĩa là nó đi theo cái sóng của nó như thế này nè, và hiện tại thì nó đang đi sideways trong một cái khoảng thời gian cũng tương đối là dài rồi. Thì những cái khoảng thời gian này là những khoảng thời gian để anh em mua vào ha, những khoảng thời gian này như beta là khoảng thời gian anh em nên mua vào. Hiện tại thì hồi sáng này mình thấy mới thấy 0,2 mà hiện tại đã lên 0,5,28 nè. Hiện tại thì nếu mà để nói cái giá ngay tại cái thời điểm video này ha, thì mình thấy là cái giá 0,5 52 53 thì vẫn là một cái giá vùng entry đẹp
để cho anh em nào mà muốn lên thuyền con này ha. Thì con này thì hiện tại nó đang đi xây quay trong một cái thời gian ngắn ha, thì nếu mà anh em mua thì anh em cũng nắm giữ ha. Chứ mà không có phải là con nào mua thì cũng đợi 5 ngày 10 sau là nó tăng trưởng liền thôi. Thì chỉ có một số những con là mình trước mình có cho mọi người ha. Thì mình cho mọi người mua thì nó tăng liền, 5 ngày 10 sau tăng liền ha. Thì đó là cũng là một phần là cũng do sự may mắn thôi mọi người. Chứ mà chúng ta không thể biết được là con này vào có tăng liền hay không ha. Thì mình nghĩ là cái vùng 5 0,53 đô ha, thì mình nghĩ là sẽ là một cái entry cũng là khá là tốt dành cho con beta mọi người ha. Thì anh em có thể là canh một phần vốn của mình vào con beta này ha mọi người ha. Kono ha. Kono thì thời gian khoảng tầm ngày 20 tháng 3 ha. 20 tháng 3 thì mình có cho mọi người mua ở cái vùng 0,09 nè. 0,09 đô ha. Và hiện tại thì mới khoảng tầm bao nhiêu ngày ha? Tầm 15 ngày thôi ha. 15 ngày mà để mình đo xem. Tầm 15 ngày mà nó đã tăng được khoảng tầm 137% ha. Hơn X2 ha. Thì nếu mà giá cao nhất ha, giá cao nhất là nó tăng tận là X3 luôn rồi ha. Nhưng mà hiện tại để giá hiện tại thì mình nó tăng được khoảng 137% mà trong vòng 15 ngày ha. Thì mình thấy là con này cực kỳ tăng trưởng với cái mức độ cực kỳ tốt ha. Tại vì sao mà lúc thời điểm đó mình có cho mọi người mua con Kono. Một con Kono là một con được đánh giá, cộng đồng Việt Nam đánh giá cũng khá là tốt ha. Và mình thấy là cái khu vực này nó đã giảm rất là nhiều so với những cái khu vực trước đây rồi ha. Và nó cái khu vực này cái volume của nó rất là nhỏ ha. Và nó mình thấy là giảm nhiều, là khả năng nó giảm nữa thì vẫn còn ha, nhưng mà sẽ không cao. Thì mình có cho mọi người mua ở cái, và mình thấy là nó có sự đi sideways và nó volume của nó nhỏ ha. Và nó mình cho mọi người mua từ cái vùng là ở ngày 20 tháng 3, 20 tháng 3 là cái khu vực này ha. Mình cho mọi người mua ở cái khu vực này và mình cho mọi người mua ở giá 0,9 ha. Đó. Thì mình chọn mình mua thì để mình xem coi khoảng bao nhiêu ngày sau thì nó bắt đầu cái mô hình tăng giá ha. Ngày 20 tháng 3 ha. Mà đến khu vực là 2 tháng 4, có nghĩa là khoảng tầm 12 ngày sau ha. 12 ngày sau và nó tăng giá, và nó tăng từ ngày 2 đến hiện tại ha, thì nó tăng là khoảng là X2 ha. Nếu mà tăng nhiều nhất hơn là X3 luôn ha. Thì hiện tại cái giá hiện tại thì anh em không có nên vào nữa ha. Con này mình đã cô cho mọi người mua và là giá đã cao rồi thì không có nên vào nữa. Con Akala là một con mà cũng khá là nhiều anh em Việt Nam chú ý thôi. Mình thấy là con này thì thời điểm nó mới list thì anh em Việt Nam promo khá là nhiều. Cái giá đáy của nó là giá 0,8 và hiện tại là giá 1,8. 1,8 để mình xem coi cái 0H1 thôi. Nó cũng nằm trên cái đường EMA 200 là nó cũng ủng hộ cho cái việc tăng giá của nó ha. Nhưng mà cái lượng cầu và nó cũng thấy nó cũng cũng nhiều ha, cũng nhiều đấy ha. Và cái chẹt nó mới là ngắn thôi thì không biết là có con này có còn cái đợt xả token nào không hay không, mình không không biết nữa ha, tại vì nó mới được list thôi ha. Và cái giá hiện tại thì mình thấy là cũng là giá mà tương đối cao dành cho con Akala ha, nên anh em hạn chế mua ở những cái vùng này ha. Con HT của sàn Huobi ha. Huobi thì hôm bữa thì mình có cho mọi người mua ở cái vùng giá nào nhà, hình như hôm bữa mình cho mọi người mua ở cái, mình không nhớ chính xác nữa, mà mình cho mọi người mua ở cái vùng vùng như là 8 phẩy mấy đô này. 8 phẩy mấy đô mà đến ở cái khu vực giá hiện tại là 9,7 đô thì nó tăng chắc cũng được khoảng là tầm 20%, thì cũng nhiều thì cũng không phải là nhiều thôi, cũng là tương đối thôi. Thì con này thì sàn Huobi thì mình đánh giá sàn này khá là cao ha. Cái giá định của nó để mình xem coi. Giá định của nó là giá 40 đô và hiện tại giá 9,7 đô thì cũng giảm khá là nhiều ha. Và hiện tại vẫn đang nằm giữa cái đường EMA 200. Thì mình thấy là cái giá này cũng là một cái giá tốt dành cho con HT ha. Dành con HT. Thì ngay tại khu vực là 10 đô ha, thì nó đang gặp một cái kháng cự của nó ha. Kháng cự của nó và trùng với cái khu vực đường EMA 200 ha. Thì mình thấy là ở khu vực này nó đang có phản ứng giá nè ha. Đang có phản ứng giá rõ rệt ở cái khu vực này. Và cái lượng cầu và cái volume hiện tại giao dịch của con HT này cũng đang khá là ít ha. Mọi người thấy volume của nó cực kỳ nhỏ luôn ha. Cực kỳ nhỏ luôn. Con CMT ha, thì sau một cái thời gian tăng trưởng mà lên đến là 3 đô, hơn 3 đô, có nghĩa là nó tăng cái vực khu vực cái ATH của nó ha, là nó tăng đến tận là khoảng tầm
hơn 300% so với cái giá IO của nó ha. Thì đang hiện tại đang có sự điều chỉnh ha, tại vì trong một thời gian ngắn mà tăng trưởng quá là nhiều như vậy ha, thì anh em hạn chế mua những cái con như thế này ha, rất là dễ bị đu đỉnh ha. Mặc dù là mình nghĩ là con CMT là nó này khả năng tăng trưởng giá của nó vẫn còn ha, nhưng mà với trong một thời gian ngắn mà tăng trưởng nhiều như vậy rồi thì nên anh em hạn chế mua đuổi theo những con này ha. Thì hôm qua có một bạn nhắn tin mà mình mà em đu GMT ở cái mức 2,8 đô thôi thì có khả năng về bờ hay không ha. Thì mình nghĩ là 2,8 đô thì so với cái giá 3 đô thì mình nghĩ là GMT vẫn còn khả năng tăng trưởng, nhưng mà nó phải có một cái thời gian hồi phục điều chỉnh lại một hồi, chứ nó muốn tăng lên lên nhanh lại thì cũng mình nghĩ cũng chưa được ha. Thì anh em nào mà cũng cố gắng ha, chờ đợi con AAVE ha. Còn AAVE này thì hiện tại đang ở mức 235 đô hả? 235 đô thì nó cũng đã x2 so với cái giá khu vực đáy của nó ha. Thời gian qua thì nó rất lên được cái đường EMA 200 ha, và nó hiện tại nó cũng đang nằm trong một cái xuống tăng giá của nó nè. Hiện tại nó đang đi điều chỉnh lại ha. Thì mình thấy là con này thì thời gian ngắn mà tăng trưởng nhiều như vậy rồi ha, thì mình cũng không khuyến khích vào những con dạng như thế này. Thì nếu anh em nào thích thì có thể là cho nó test lại cái đường EMA 200 ha, là khu vực khoảng tầm 210 ha. Thì muốn vào cũng được ha, nhưng mà con này thì mình cũng không có follow nhiều lắm ha, thì mình chỉ phân tích nó dựa trên chart thôi ha. Con DAS nè, DAS là một con gọi là đồng coin cũ ha, và có giá 132 đô thì mình thấy là nó đang có sự điều chỉnh cái sự phục hồi của nó sau một cái đợt giảm giá, và nó vẫn đang nằm dưới cái đường EMA 200 ha, và mình thấy thì nó chỉ là một cái sự phục hồi thôi, cũng chưa cái lượng cầu vào cũng chưa được nhiều ha. Bằng chứng là mọi người thấy cái volume của nó ở khu vực này ha, thì nó cũng không có quá là lớn. Thì mình nghĩ là cái một giá 132 đô thì cũng giá cũng có thể là cũng tương đối nha, dành cho con DAS nha. Nhưng mà con này mà con coi cũ thì mình cũng không có follow những con này nhiều lắm ha. Con ETC thì hôm bữa thì có thời gian nó tăng trưởng tăng lên đến tận 52 đô ha, có nghĩa là nó x2 so với cái giá đáy của nó ha. Thì thời gian vừa qua là cái như ở cái video trước thì mình cũng có nhận định ha, tại vì sao con ETC này trong một thời gian ngắn mà nó tăng trưởng x2 mặc dù nó là một coin cũ ha. Thì mọi người cũng có thể biết Ethereum ha, thì thời gian tới thì nó sẽ chuyển sang cơ chế từ Root of Work sang Root of Tech, thì nó là những cái máy đào của nó ha, thì nó sẽ không có dùng tới nữa, và những cái máy đào của nó ha, thì nó sẽ tương thích cái máy đào của Ethereum ha, thì nó sẽ tương thích với lại cái cách đào của con ETC này ha. Thì có thể là cái thông tin mà từ Ethereum chuyển từ Root of Work sang Root of Tech làm cho cái giá của ETC nó tăng ra ha. Thì con ETC này ban đầu thì cũng từ tách ra từ Ethereum ra nha mọi người ha. Thì con này cũng là một con cũ ha, và thời gian qua nó tăng trưởng đến tận 52 đô ha, và hiện tại nó đang có sự điều chỉnh lại ha. Thì quay trở lại BTC thì hiện tại thì BTC view của mình vẫn là view xuống tăng đến tận đến vùng là 51-52k ha. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ có nhiều điều, rất là nhiều điều để nói ha. Hiện tại thì BTC đang dao động chủ yếu quanh khu vực là từ 45 đến 47 hoặc 48 nghìn ha. Nó đi trong một biên độ khoảng tầm 2-3 ngàn giá là mình thấy là chủ yếu thôi. Và khi BTC nó favorite qua khu vực là 45 nghìn, nó chạm đến khu vực 45 nghìn này ha, lập tức là mình thấy là cái lượng cầu vào con BTC này khá là tốt, làm cho đẩy giá của nó lên ha. Thì hôm nay thì mình cũng xem qua một số những đồng coin mà mình thấy là tiêu biểu của thị trường ha, và một số những đồng coin mà các bạn có nhắn tin nhờ mình xem họ ha. Thì nếu mà anh em nào đang nắm giữ đồng coin nào thì có mà muốn nhờ mình phân tích ha, thì có thể là comment phía dưới video, và có thể là join vào nhóm Telegram, link mình có để dưới phần mô tả ha. Thì vào đó anh em có thể sinh hoạt cũng như là đặt câu hỏi ha, thì mình cũng sẽ trả lời cho anh em. Và những đồng coin mà coin của anh em thì nhờ mình phân tích, thì ở những video tiếp theo thì mình cũng sẽ phân tích ở những video tiếp theo ha. Thì video tới đây cũng đã là dài rồi, thì nếu mà anh em thấy video hay và hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký kênh hoặc là bật chuông thông báo để ủng hộ cho channel của Sao Crypto. Thì những nội dung mình muốn đem đến cộng đồng là hoàn toàn những nội dung hoàn toàn miễn phí ha. Thì xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Cảm ơn mọi người.